13 điều nên làm trong tháng cô hồn để tránh xui xẻo đeo bám. Xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Theo quan niệm dân gian từ xa xưa, tháng 7 âm lịch có nhiều ma quỷ lên dương gian, khiến cho tháng này nặng âm khí. Bởi vậy, tháng cô hồn nên làm gì để tránh vong theo và không gặp phải điều xui xẻo? Hãy cùng Phong thủy Lộc Tài tìm hiểu. Trước khi đi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh Phong thủy Gia Cát và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong thủy Gia Cát. Và đừng quên, quý anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm những thông tin phong thủy tử vi tại phần mô tả của video này. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Theo quan niệm dân gian từ xa xưa, người Việt thường hay quan niệm con người có hai phần, đó là phần hồn và phần xác. Tùy theo lúc còn sống và những việc mà người đó làm dẫn đến khi mất đi, phần hồn sẽ tách khỏi phần xác mà được đầu thai thành kiếp khác hay xuống địa ngục, thậm chí lang thang trở thành cô hồn dã quỷ, không nơi chốn nương thân. Theo đó, tháng 7 âm lịch là lúc mà Diêm Vương ân xá cho mở cửa quỷ môn quan nhằm thả tự do cho ma quỷ trở về dương gian. Nên cứ đến tháng này, người Việt lại làm lễ cúng cô hồn, một tục lệ tốt đẹp của nhân dân ta. Lễ cúng này không chỉ để tránh khỏi việc ma quỷ quấy phá mà còn để làm phúc, giúp những cô hồn dã quỷ có một ngày được no nê, đỡ tủi phận. Theo quan niệm đạo giáo, quan niệm dân gian xưa của người Việt là vậy. Còn dưới góc độ đạo giáo, tục cúng cô hồn bắt nguồn từ tích cổ Trung Hoa. Theo truyền thuyết dân gian truyền lại, từ sáng ngày 2 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương ra lệnh mở quỷ môn quan và đến sau 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7 thì kết thúc và các ma quỷ phải quay lại địa ngục. Từ đó, vào tháng 7 âm lịch, người ta thường hay quan niệm rằng trên dương thế có nhiều quỷ đói quấy rối nên phải cúng cháo, gạo và muối cho chúng để tránh xui xẻo, mang đến bình an cho cả gia đình. Theo quan niệm Phật giáo, tháng cô hồn này bắt nguồn từ một câu chuyện. Tương truyền rằng một đại đệ tử của Phật là Đức An Nan Đà một buổi tối đang ngồi trong tịnh thì thấy một con ngã quỷ hay là quỷ đói, người gầy quắt, cổ dài, miệng nhả ra lửa bước vào. Nói rằng 3 ngày nữa A Nan Đà sẽ chết và cũng trở thành quỷ miệng lửa, diệm khẩu như nó. Quỷ nói, nếu muốn tránh thì ông phải bố thí cho lũ ngã quỷ chúng tôi, mỗi đứa một hộp đồ ăn và cúng dường tam bảo giúp chúng tôi, để chúng tôi được tái sinh vào cõi trên, thì ông cũng được tăng thọ. Nghe vậy, tôn giả An Nan Đà mang chuyện này nói với Đức Phật. Phật bèn làm một bài chú đem tụng trong lễ cúng tam bảo để cầu siêu thoát cho quỷ đói miệng lửa. Từ đó, lễ cúng được duy trì đến tận ngày nay. Dân gian hiểu rộng ra là lễ cúng và cầu phúc cho vong nhân nói chung. Lâu dần thành xá tội vong nhân, thể hiện lòng kính trọng vị tha của người còn sống đối với những người đã khuất. Dù trước kia họ có làm điều gì lầm lỗi sai trái cũng nên được tha thứ, mở lòng từ bi. Từ nguồn gốc theo các quan niệm trên về tháng cô hồn nên người ta có lý do truyền tai nhau những điều nên làm và những điều không nên làm trong tháng cô hồn để tránh bị xui xẻo. Thứ nhất, cúng vào bất kỳ ngày nào trong tháng. Theo quan niệm dân gian của người Việt, cúng cô hồn diễn ra cả tháng 7 âm lịch, nên bạn có thể cúng vào bất cứ ngày nào trong tháng. Tuy nhiên, ngày cúng tốt nhất là ngày mùng 2 hoặc ngày 14. Đó là hai mốc mở cửa cho quỷ đói và ngày quỷ đói quay lại địa ngục. Cùng với đó, theo truyền thống tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người dân Việt Nam, tháng 7 âm lịch có ngày xá tội vong nhân nên nhiều người thường chuẩn bị mâm cơm cúng cô hồn trước nhà
để cúng những vong linh bơ vơ không gia đình. Ngoài mâm cơm cúng tổ tiên để tỏ lòng thành kính, báo hiếu, nhớ đến tổ tiên, những người họ hàng đã khuất thì mâm có cúng cô hồn cũng rất quan trọng. Cần cúng đúng để không gặp xui xẻo trong tháng 7, cũng như tích đức, tích phước cho con cháu, xóa tội cho vong linh của gia đình dưới suối vàng. Các mệnh chủ cần nhớ tránh nhanh vội mà khiến cho việc chuẩn bị lễ cúng nhà mình sơ sài, thiếu trang nghiêm, trang trọng. Thứ hai, thăm mộ người thân. Ngoài việc cúng cô hồn cho ma đói khỏi quấy nhiễu thì bạn còn có thể đến thăm mộ phần của những người thân trong gia đình ở nghĩa địa hoặc trong chùa chiền hay nơi lưu giữ hũ hải cốt của họ. Bởi tháng 7 âm lịch cũng được coi là Tết của người âm, nổi tiếng là lễ vu lan báo hiếu nên đây là một dịp tưởng nhớ tới người đã khuất. Trong khi đi thăm mộ, gia chủ cần chú ý nhiều đến việc dọn dẹp xung quanh khu mộ phần của nhà mình. Nên dọn sạch sẽ những loại cây có rễ mọc để tránh việc khi những cây này lớn hơn sẽ dẫn đến việc rễ cây đâm sâu xuống khu vực mộ phần của gia đình nhà mình. Khi đến những nơi nhiều âm khí như nghĩa địa, nơi lưu giữ hải cốt hoặc chùa chiền, gia chủ cũng nhớ phải mang theo bên mình vòng bát bảo tâm kinh, giúp gia trì công đức, bảo hộ bình an may mắn cho bản mệnh. 3. Tháng cô hồn nên làm gì khi có người giật đồ cúng? Vào tháng 7 âm lịch, mọi người thường hay đi đến những nơi đông người như chùa chiền, đình đền, miếu phủ để cúng cô hồn. Bởi vậy, trong lúc chen chúc, nếu chưa kịp thắp nhang khấn vái mà có những người tranh nhau giật các đồ cúng từ trên tay bạn là một điều rất không may mắn. Bởi vậy, khi mà gặp trường hợp đó thì bạn lập tức buông thả đồ cúng ra khỏi tay. Tuyệt đối không nên giật lại bởi hậu quả nhận được sẽ là những điều xui rủi tệ hại đối với bạn. 4. Hạn chế sát sinh động vật. Trong những ngày tháng cô hồn hoặc những ngày rằm mùng 1, bạn nên hạn chế sát sinh các con vật. Việc ăn uống trong nhà gia chủ cũng nên thực hiện việc ăn chay, nhất là trong ngày rằm và ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch này. Bởi theo quan niệm dân gian, nếu sát sinh trong tháng này và những ngày này thì nhiều bạn có thể bị ma quỷ quấy nhiễu. 5. Cúng xe ô tô dù có làm kinh doanh. Bởi tháng 7 âm lịch là lúc ma quỷ được thả ra, nên nếu cúng xe ô tô, bạn sẽ vô hình chung giúp cho ma quỷ đi lại dễ dàng hơn. Từ đó bản thân và gia đình cũng tránh được điều xui xẻo và gặp bình an may mắn. Ngoài ra thì gia chủ cũng cần chú ý thường xuyên xông khí cho chiếc xe của nhà mình để giúp xua đi những phần âm khí, uế khí trong xe, giúp mang lại nguồn năng lượng cát lành tích cực. Và cũng đừng quên trên xe của mình luôn luôn phải treo một vật phẩm phong thủy có tính kỵ tà quá sát, mang lại bình an cho gia chủ trên mỗi chuyến xe đi. 6. Làm điều phúc. Trong tháng cô hồn bạn cần giữ cho tâm trong sạch nên đi chùa cầu siêu cho các vong linh đã khuất hay cầu bình an cho gia đình và bản thân. Không chỉ thế, bạn còn cần làm nhiều điều phúc giúp đỡ những người cơ hàn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Như vậy sẽ giúp bạn hạn chế điều không may, tránh được quỷ đói quấy nhiễu. Nếu quanh nhà mình có các khu vực đình đền miếu phủ, tốt nhất chúng ta nên bớt chút thời gian đi dâng hương, dâng lễ, cầu bình an may mắn cát lành cho mình và những người thân trong gia đình. 7. Nên ăn chay. Vào ngày rằm tháng 7 thì bạn nên ăn chay để tránh điểm dữ. Bởi trong tháng cô hồn, bạn nên hạn chế sát sinh các loài động vật và ăn chay để tâm hồn mình được thanh thản, tránh mọi điều xui xẻo tìm đến, giúp bạn may mắn cát lành hơn, nhất là trong ngày mùng 1 đầu tháng cô hồn và vào ngày rằm 15 âm lịch. 8. Tụng kinh. Nếu biết tụng kinh thì nên trì tụng thường xuyên, giúp gia trì công đức, đem lại may mắn bình an cho bản thân và gia đình. Việc tụ kinh sẽ giúp cho tâm tính con người thanh thản, tịnh hóa nghiệp lực cho gia đình nhà mình. Việc tụ kinh trong thời gian này, tốt nhất gia chủ nên trì tụng chú Đại Bi và chú Bát Nhã Tâm Kinh Đà La Mật để có hiệu quả tốt nhất.
9. Ăn nói nhã nhặn. Theo dân gian quan niệm, việc cãi vã to tiếng cũng khiến cho gia đình gặp chuyện không may, nên vào tháng cô hồn, bạn nên ăn nói nhã nhặn, vui vẻ với nhau. Khi gặp nhiều chuyện không may, cùng lúc mọi người thường suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Đó là vì không biết sẽ còn chuyện xui xẻo nào hơn thế xảy ra nữa hay không. Nhưng điều đó chỉ khiến cho mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Theo đó, những suy nghĩ lạc quan tích cực sẽ là giải pháp tốt thu hút nguồn sinh khí ở xung quanh bạn, giúp bạn luôn vui vẻ, lạc quan hơn trong cuộc sống của mình, tiếp thêm cho mình những nguồn năng lượng tích cực. 10. Tránh mọi xung đột. Vào tháng cô hồn, bạn tuyệt đối cần tránh xa các cuộc xung đột dù lớn hay nhỏ, bởi các cuộc xung đột sẽ khiến cho tâm của bạn không được thanh tịnh, dễ sa đà vào tham sân si, dẫn đến những điều không may, hoặc có cuộc xung đột nghiêm trọng có thể ảnh hưởng tới tính mạng của bạn. 11. Cứu người gặp nguy cấp. Người xưa có câu, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Trên thế gian thì không có gì quý giá hơn sinh mạng của con người. Cổ nhân nói sinh mệnh có mối quan hệ mật thiết với trời, bởi vì sinh mệnh của con người là do trời ban cho và định sẵn từ trước. Vì thế mà từ xưa đến nay, giết người là tội ác lớn nhất, còn cứu người là việc thiện lớn nhất. Cứu người gặp nguy cấp cũng là một trong những việc thiện bạn nên làm trong tháng cô hồn. Việc cứu người khi gặp nguy cấp là việc nên làm trong bất kỳ thời điểm nào, nhưng nó càng có ý nghĩa hơn vào tháng 7 âm lịch. Nó sẽ giúp cho gia đình nhà mình tăng thêm được phúc phần âm đức, khiến gia đạo an khang thịnh vượng hơn rất nhiều. 12. Nên đi chùa chiền. Một trong những điều nên làm vào tháng cô hồn để mang lại bình yên cho gia đình mình là đi chùa cầu phúc. Đi chùa vào bất kỳ thời điểm nào cũng rất tốt, tuy nhiên vào rằm tháng 7 âm lịch, bạn nên dành thời gian đi chùa hơn bao giờ hết. Khi đến đây, bạn nên thắp nhang cầu xin sức khỏe, cầu siêu, mong một tháng bình yên may mắn hơn cho mình và cho cả gia đình. 13. Lau dọn khu vực thờ cúng. Trong văn hóa tín ngưỡng người Việt, ban thờ là nơi để thể hiện sự tôn kính tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên nên có nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc lau dọn bàn thờ hay còn gọi là lễ bao sái cần phải được tiến hành thường xuyên. Việc lau dọn bàn thờ là để bày tỏ lòng thành tâm, hiếu nghĩa, tri ân đối với người đã mất. Bất cứ khi nào thấy ban thờ chưa được trang nghiêm, thành tịnh thì cần phải tiến hành lau dọn ngay. Hoặc việc lau dọn có thể theo định kỳ các tháng, không nhất thiết cứ phải chờ đến dịp cuối năm. Nhất là trong thời gian tháng 7 âm lịch này, khi những phần âm khí, quế khí, tà khí có thể tác động nhiều đến gia đình nhà mình. Vì thế, việc lau dọn này sẽ càng phát huy được hiệu quả tốt nhất. Trước khi bắt đầu thì người dọn dẹp ban thờ phải tắm rửa sạch sẽ rồi thắp hương để xin phép thần linh và gia tiên ban thờ thần tài. Sau khi lau dọn ban thờ, chú ý lau dọn từ trên cao xuống rồi mới đến thấp. Khi lau các bức tượng nên dùng khăn mềm để tránh tượng bị xước hoặc là bay màu sơn. Có thể dùng loại máy thổi hơi để thổi sạch các hạt bụi trong ngóc ngách. Tuy nhiên, cần phải tránh việc xê dịch các bức tượng hay là bát hương. Trong trường hợp có sự cố bất khả kháng buộc phải xê dịch thì sau đó phải làm lễ thắp hương và di chuyển về đúng như vị trí ban đầu. 14. Dùng bột trừ tà. Vào tháng 7 âm lịch, âm khí tà khí sẽ lởn vởn quanh ngôi nhà của bạn. Bởi vậy, sau khi cúng cô hồn thì một ngày sau đó hoặc là cuối tháng 7, bạn nên dùng bột lộc tài như ý tiêm khử trừ tà, hóa sát khí. Tránh trường hợp các âm khí hương linh phảng phất vào trong nhà tụ lại ở lại. Đồng thời, vào đầu tháng 8 âm lịch nên dùng bột ngũ vị hương tẩy uế hoàn toàn trong căn nhà mình để có tác dụng cân bằng sinh khí trong ngôi nhà của mình. Trên đây là những điều nên làm trong tháng 7 âm lịch mà phong thủy lộc tài mách bạn để có được vượt qua tháng cô hồn một cách an nhiên nhất. Nếu có gì cần thắc mắc về phong thủy, hãy liên hệ hotline của phong thủy lộc tài để biết thêm chi tiết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và luôn ủng hộ theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.